cây nào không? Để đó. Này. Ủa, thế chú Đạt. Trời ơi, sao tới không báo trước vợ chồng tôi một tiếng. Anh hai. Sao hả? Mấy hôm nay vợ chồng em bận quá. Nay rảnh tranh thủ qua thăm anh hai tí xíu. Ta nói qua thăm được rồi, quà cáp chi, để bên kia cất vô cưng. Đó, trời, cất vô, trời quá trời luôn ha. Nghe nói cái phòng mạch chú dạo này khách ăn uống nhiều lắm hả? Ý, không phải, ăn khách nhiều lắm hả? Dạ, cũng ổn anh. Bệnh viện anh sao? Nói chung là do bệnh viện đa khoa mà, ra vô được, nhưng mà đủ sống thôi, chứ cũng chả như giả gì. Anh này, cứ khiêm tốn hoài. Kiều ơi, có chú Đạt dì Hà qua chơi nè con, xuống đây chơi nè. Kiều ơi, sống chưa con? Không có gì để mặc hết. Kệ con ra đây đi 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 đi, kệ ra đi 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 đi, cứ ra. Ừ. Này lớn quá, nhìn lạ quá. À đúng rồi, hình như là ngày mai bé Kiều thi vô trường y phải không? Đúng rồi đó, trời ơi chị hay quá. Dạ, tại em thấy bé cũng thích. Với lại nói chung là cái đó ngành nghề của gia đình, cho nên tụi em cũng kỳ vọng. Chị nói vậy thấy tội chứ, cháu em thi là phải đậu rồi. Dạ, em cảm ơn chị. Vậy là kỳ này gia đình mình đã được nở mày nở mặt với hàng xóm lắm rồi. Kỳ vọng của ba vợ mẹ chồng mới về. Đó rồi, con mới thấy chú Đạt chị Hà với em qua nhà chơi. Nói chung nhà có hai đứa con gái, đứa nào yêu nghề thì theo nghề, đứa nào không yêu thì hơi kệ, nó muốn làm gì nó làm. Thôi ông, có chú Đạt chị Hà đây mà. Cái gì từ từ. Kệ đi. Nói chung mình nói sợ lỡ gì ai buồn thì đi lên lầu, chứ còn ở dưới đây thì khác nghề mình quá, trái nghề quá. Chú Đạt chị Hà với em ngồi chơi với ba mẹ con. Tôi ngồi trước, chị nói trước nha. Thôi không có gì đâu. Bác sĩ tương lai vô lấy nước cất cho chú Đạt chị Hà uống không? Ông làm quá. Kiều ơi. Dạ. Bà mới nghe nói á là có điểm thi rồi đó, con vô con coi cái. Với lại thông tin bà biết được á là đại học bên y á năm nay lấy có 28 điểm mà. Thiệt hả ba? Ừ. Trời, hy vọng lắm luôn đó con. Sợ đi con, sợ đi con. Đi coi mã số của con. Trần Nguyễn Thị Thí Kiều 26. Sao? Để không, không quay chắc con khác. 21 11 44. Thôi được rồi, ba mẹ đi làm mệt rồi, chắc lên phòng nghỉ xíu. Thôi, con cũng đừng buồn. Có gì qua năm thi lại con. Không sao, coi như mình thi thử trước đi con. Ha, không có gì đâu. Để xuống với ba. Đừng có buồn nữa nha. Chị hai ơi. Ừ? Em đã cố gắng hết sức rồi. Mà sao nó không được như ý em muốn vậy? Cuộc sống mà em, đâu phải cái gì mình muốn á là mình làm được đâu. Bây giờ em không làm được bằng cách này thì em làm cách khác. Lần sau á hai nghĩ em chỉ cần. Em hiểu rồi. Cảm ơn chị hai. Hiểu gì ta? Chưa nói hết mà. Vô ăn trái cây đi con. Ba. Mẹ. Con xin lỗi ba mẹ nha. Con đã làm cho ba mẹ thất vọng. Nhưng mà thực sự con đã cố gắng hết sức rồi. Thôi, con cũng đừng có buồn quá. Không có gì đâu. Mình lỡ năm nay rồi, có gì sang năm thi lại con. Ông cũng đừng có giận con nữa. Tôi làm gì dám giận con. Ông cứ nói vậy không, sao con nó thoải mái được. Ba mẹ ơi, con quyết định rồi. Con sẽ học trung cấp.
rồi sau đó liên thông lên đại học. Con biết là cái chặng đường nó rất khó khăn và nó lâu hơn người khác nhiều lắm. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Mày có biết quan trọng không phải đây là khó khăn hay là dễ? Mày làm như vậy là mày đang cho chết cháu lên mặt ba mày. Mày nghĩ mày làm như vậy là mày ba mày hạnh diện lắm hả? Tao là ai? Trưởng khoa của một bệnh viện đứng nhất nhì thành phố này. Ô, có một đứa con học trung cấp. Tao đi tao khoe với ai? Bồi cho chết cháu. Ông. Bồi cháu chết cho mà. Bẹp. Đúng rồi, giỏi quá bẹp ơi. Hay quá, tiếp. Mẹ ơi, con nào đang học rồi? Không. Ủa, mẹ. Sao con không thi đại học đi? Ba mẹ lo cho con được mà. Mẹ ngồi đây đi. Ủa, mẹ nấu cơm xong rồi hả? Dạ. Bé Út, tí nó tới kiếm kèo ra chơi nó đi. Đi con. Dạ thôi, ba mẹ còn bé Út mà. Ba mẹ lo cho bé Út đi. Với lại anh hai đó học đại học xong cũng đâu kiếm được công việc đâu. Mà bây giờ có kiếm được công việc đi nữa cũng đâu làm được nhiều tiền đâu mẹ. Cái thằng khỉ à, mới bị lớn à mà suy nghĩ như ông già vậy đó. Nhưng mà thấy người ta lên Sài Gòn học đại học còn thông của mẹ thì mẹ thông của mẹ đâu có sao đâu. Bây giờ con có học đại học hay không cũng vậy, mà bây giờ con ở đây hay con lên Sài Gòn thì con mẹ con có ý này nè. Lên Sài Gòn không ai chăm sóc, nhớ giữ gìn sức khỏe nha mày. Em biết mà anh hai. Bây giờ em lên em kiếm được cái nghề, em học xong em về. Anh hai ở nhà lo cho mẹ với bé Út giúp em nha. Rảnh con nhớ về thăm mẹ, thăm gia đình nha con. Nè, con trai mẹ năm nay 18 tuổi rồi, con biết con phải làm gì mà. Giờ con ra bến xe để con bắt kịp chuyến nha mẹ. Bé Út, anh ba đi rồi á, ở nhà phải nghe lời mẹ với nghe lời anh hai nghe chưa? Em đi nha anh hai. Ừ, em lên đường bây giờ. Con đi nha mẹ. Kiếm quán nước uống chứ đã. Chú ơi. Hả? Bán con chai chanh dây vậy? À. Lạnh ha. Dạ. Đây chai này tới lạnh luôn. Nhiều chú? 5 tiền. 5 tiền ha. Dạ. Con ngồi đây đi đường chú. À ngồi đi ngồi. Dạ dạ. Có trà đá miễn phí luôn. Con nói chóng trời. Gái Sài Gòn đúng là đẹp. Hey. Đụng xe ở đâu mà có thằng nào bước vô đây vậy? Ông không có vậy đâu. Dạ dạ.
Người ta đang quay phim mà ông nội ơi. Ủa, quay phim chưa, không phải là được. Quay phim. Cãi đi, bớt giúp người giùm, bớt giúp người giùm đi không. Làm gì căng vậy? Sài Gòn phức tạp. Mẹ nhắn tin chắc luôn. Ủa anh Thái, vào game Free Fire đi, mọi người đang đợi. Vô trời xíu. Mời em cái anh Thái ơi. Ủa sao hôm nay bên mày ồn vậy? Dạ, em đang ngoài đường. Ủa đâu luôn luôn, đạo diễn ơi. Ở đây, đây người ta đang quay phim á, mấy ông nội ekip ồn ào lắm. Ủa dưới quê mày đang quay phim hả? À, đâu phải dưới quê đâu. Em lên Sài Gòn rồi, em đâu còn dưới quê. Vậy qua gặp anh em liền đi. Anh nhắn địa chỉ qua cho. À, vậy vậy có gì em qua em gặp ơi. Có gì em qua em gặp mấy anh ha. Cứ vô đi. Khi nào bo vô tập trung lại rồi bung ra chết hết. Cháy kìa, rồi chết luôn. Dạ, em chào mọi người. Dạ, em chào anh. Cho em hỏi anh có phải là anh Thái chủ quân đàn không? Dữ dạ, dữ lắm rồi đó. Ừ, đúng rồi, anh là anh Thái chủ quân đàn nè. Nhưng mà chắc mày thấy anh bảnh quá cho nên mày biết phải không? Dạ không, bình thường chơi game Free Fire á, mọi người hay kêu anh là anh Thái đen. Mà em vô nguyên quán nãy giờ có mình anh đen nhất à. Bớt cười. Bớt cười mày. Anh bắt đầu thấy phái phái mày vậy nè. Ý vậy em cảm ơn. Cảm ơn. Dạ. Vô ngồi đi. Em dở ấn xíu. Dở vui quá. Dưới quê em vậy là vui lắm rồi á. À, ở đây vui lắm. Bảy đầu á. Dạ, à, anh Dũng về anh lo đòi giùm em nha. Anh Thái. Anh Thái cho em xin vô quân đội với. Mày lại đây là 80 lần là anh Thái em xin vô quân đàn với. Không bao giờ anh Thái uống gì em mời. Vậy chứ anh Thái đòi rồi. Đúng rồi, nó nói đúng mà. Bớt đúng đi mày. Anh mới nói mày rồi. Ráng bắn đi, tập bắn cho giỏi đi rồi anh cho vô. Chứ cái quân đàn VIP mà đâu có nhận bài nhận bạ được em. Trời, mấy ngày nay em tập dữ lắm chứ bộ. Tập dữ rồi. Dữ lắm luôn. Chơi sao rồi? Top 1, 2, 3 không luôn. Ghê chưa? Vậy có gì cứ xin đi, rồi anh chấp nhận cho. Không mà, chắc tới tháng sau mới mua điện thoại. Bữa giờ chắc là nó mượn điện thoại của chủ quán hoặc là người nhà. Có, chơi bản này nè. Vậy chưa? Màn hình màu. Hai sim, hai sống online. Chơi gì? Chơi mắt con rắn á. Nó chơi con rắn á. Là biết chơi game rắn top 1, 2, 3. Chơi top 1, 2, 3 mà vượt em luôn á. Ghê vậy? Ghê chưa? Ôi, ghê rồi, game offline mà sao ai vượt qua mày. Mày vô. Vậy là top 1, 2, 3 là ghê lắm rồi chứ bà. Đổi không? Anh Dũng gì? Trà đá đi. Ai gọi em tới liền. Nó xuyên chung của đồ cái gì ta. Nó chơi game xịn nách. Nó mà không giải thích con rắn, tao tưởng nó chơi game ăn bánh không á. Rắn. Thằng này gặp nó 10 lần là anh Thái cho em vô quân đàn. Bớt cười. Thái phải mày à. Nãy giờ ai cũng cười mà sao tới em cái. Giới thiệu. Đây là Bụ. Nam. Kiều. Giới thiệu với anh em. Đây là Thông. Chào mọi người. Ông này là ông Bụ hả anh? Ừ. Trời, nãy giờ em tưởng ông này là ông Bụ không á. Đâu. Đây Bụ nè, Bụ chạy. Thôi, ngoài đời tướng bự trà bá mà vô trong game chạy bo bỏ mọi người ra. Thằng ở ngoài y chang vậy luôn á. Anh em có chuyện mà thấy cái mặt nó mới sợ đó. Ừ, bữa ở ngoài có chuyện, có mặt nó. Quýnh kia quá trời luôn, quýnh nhập viện luôn. Người nhà anh. Ừ. Nhớ không? Nhớ không? Bữa ở trong game, bữa của em lúc chạy bo nhớ không? Chạy nó nói hết đạn, quăng đạn ra cho nó. Ờ. Nó lụm đạn, nó quăng súng lại cho mình. Rồi nó có đạn đâu, có súng, ta bắn nét bấy. Đâu bo như vậy đâu anh Thái. Cái đó là sự thật. Nói chung là bây giờ chơi game ngoài đời y chang nhau rồi. Như đây nè. Thích hô hấp lắm. Bữa tao coi đá banh, tao quýnh tài mà cả trận nó không ra thế nào tao thở hôi hóp á. Bà này chạy tới. Bà bớt xạo. Không có nha. Cái đó là con Kiều Anh thuê ga.
Hả? Kiều anh đây ra hả? À, con này bà này là bà Kiều. Kiều này là Kiều heo. Bớt cười, em bớt cười. Phải rồi. À mà Thông nè, lên Sài Gòn sao gấp vậy? Không báo để anh em biết chuẩn bị mà đón tiếp. Dạ, em thấy chuyện này đâu có quan trọng gì đâu anh. Mày nghĩ quan trọng à? Dạ. Đâu có, không có gì đó đâu. Đó, mày có báo để biết thôi à, chứ cũng không có chuẩn bị đón tiếp gì cũng vậy, y chang vậy đó. Đồ gì? To gan thiệt chứ hả? Mày chửi ai vô duyên mày? Em chửi hai ông này nè, ông cười vô duyên. Anh Thái mày thiệt. Chứ anh Thái trưởng quân đoàn mà. Ừ. Anh Thái cũng lớn, nói gì nói, quan trọng mấy anh em có nể hay không nữa. À lại gì có duyên đó. Anh Thái giống gì nè? Giống gì vậy? Trò cháu đó. Mẹ nó chết luôn cục cức vô mặt tao á, chứ trò cháu thì tao khoái mày rồi đó nha. Tại đợt vừa rồi thi đại học á, em không có thi. Em lên đây sẵn kiếm nghề rồi em học em làm luôn. Thôi, đừng có nhắc vụ đại học nữa. Tao nổi da gà luôn á, thường là trong phim á, mấy cái vụ đồng thanh thì là đúng rồi, đúng vậy. Hai ba chữ à, một hai chữ à, tụi bay thôi, đừng có nhắc vụ đại học nữa. À nữa nữa. Nữa. Trời. Thì cái đó là trong phim, còn đây ngoài đời mà ai đi vô phim lúc này đâu, anh thấy lo. Thì tại vì tụi em cùng chung cảnh ngộ mà. Biết nó nhắc lại làm chi? Tôi nè, thi đại học ở Dược nhưng mà rớt. Xong rồi bây giờ muốn học trung cấp nhưng mà ba mẹ không có cho. Còn em á, thì mới đọc đề em chưa biết hết em chạy thì tự nhiên rớt luôn. Chứ là mày đọc đề mày chạy mà mày đậu mới ghê. Mày mốt mày cưới vợ á, cái mày vô mày chuẩn bị động phòng mày mở cái nút áo vợ mày ra cái mày chạy luôn. Mà nó có bầu mới ghê. Cái đó mới ghê. Ờ. Mày rớt là đúng rồi. Bớt rồi. Mày thấy em tao đang buồn không? Xin lỗi Nam. Năm nay mình thi không đậu thì năm sau mình thi rồi sẽ đậu thôi. Tôi đậu mà. Hả? Ông mày đậu mắc gì mày buồn mày? Tại tôi đậu tới ba trường luôn. Ơi không đừng. Mày đậu ba trường. Dạ em đậu ba trường. Ba trường đó là em không có thích. Cho nên em không biết là em học cho gia đình thích hay là học vì đam mê của em nữa. Ai rồi cũng chịu cái cảm giác mà bị gia đình ép vô những cái gì mà mình không thích. Nhưng mà thôi, quyền quyết định vẫn là do mày. Anh em không à, có gì cứ báo anh rồi anh tư vấn cho. Nam, Bủ, Kiều, Thông. Dạ. 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 Đúng ra lúc này tụi bay phải thể hiện tính đoàn kết, phải nói là đồng thanh. Nói lại coi, 2, 3. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Bỏ mẹ đi. Mày lên đây rồi mày ở đâu? Có gì ở gần gần anh em đi rồi anh em rủ đi ăn đồ cho vui. Anh em ở gần nhau lắm hả? Thì anh em ở quận 10 không chứ đâu, mày ở đâu? Ở quận 10 hả? Em chưa kiếm được nhà, hay quá. Vậy chút nữa em đi đường quận 10 á, em thấy nhà nào bự bự cái em xin vô chắc đã cho em ở. Nhà bự mà dư phòng. Đồ. Nó làm như dưới quê nó vậy á. Nhà bự nó mới xin. Ừ, chứ nhà nhỏ nó không xin. Người ta ở dưới quê mày á, nhà bự người ta thương, người ta cho vô ở 1 đêm 2 đêm. Dạ đúng rồi. Còn ở Sài Gòn á, nhà bự á mày xin vô là cho ở với chó, bằng chó sa môi á. Mà ngủ dưới gạch men á, không được ngủ trên nệm nữa. Ôi tội với anh. Tội lắm. Là một thằng em trong quân đoàn đã từng trải. Cười ấy, tao chừng cũng được. Em không mắc cười. Tại thấy đồng cảm thương á. Được, tao thích mày đó. Tại vì ngủ với chó kỳ lắm. Đúng rồi. Mình thích lông chó, đôi khi sợ nó cho ăn đồ ăn của chó nữa. Tội của em. Mà thôi em không được. Đồng cảm với nó đi em. Tao đồng cảm cho mày đó. Đồng cảm với nó phải không? Cho nó ở chung đi Nam. Nhà mày bự mà. Giỡn ngoài tay. Không có giỡn được. Mình phải giúp đỡ anh em trong quân đoàn. Đúng rồi. Được á. Vậy là mày kiếm cái nhà bự là mày kiếm nhà tao đó hả? Ủa gì nhà mày bự hả? Có nuôi chó sa môi nữa. Nhưng mà mày yên tâm đi, mày sẽ được ngủ với nó. Vậy là nó sẽ ngủ với chó. Tao thích mày rồi đó. Vậy thì càng tốt nữa. Chào mừng các bạn đã với channel của mình là Victor Lũ Đảng. Và bây giờ chơi game đi nào. Free Fire thôi. Quá trời là súng luôn nè. À mày đây rồi. Mày núp đâu không núp, mày đi núp vô nhà kho. Tao là người đường đường chính chính. Tao sẽ vòng ra trước mặt mày, sau đó tao vòng ngược ra phía sau, tao bắn sau lưng mày. Sao? Gì? Nói nhiều quá, im đi.
chơi game mà nói nhiều quá ai coi. Cái gì kỳ vậy trời, chơi game bây giờ không cho tôi nói thì sao mà ai coi được, đúng không? Cho tôi nói đi, thề cho tôi nói đi. Coi nè, coi cái pha này ngoạn mục lắm nè. Lên xe, lên xe. Dẹp kênh luôn đi, kênh chả ai thèm coi đâu, thằng xàm. Trời ông này mới xàm á trời. Ông kêu không ai thèm coi mà ông ngồi ông coi, ông comment tôi mới đọc được nè. Tức là dự tính quá đi. Rồi chơi tiếp. Đó thấy chưa, tôi top 1 rồi nè. Ông nào, ông nào nãy chửi tôi chơi dở đâu, thấy không? Vô coi đi nè. Ok, cảm ơn mọi người đã xem livestream của mình. Và hẹn mọi người vào ngày mai. Mình cũng chỉ là muốn mang tiếng cười lại cho mọi người thôi mà. Sao họ lại chỉ trích mình và miệt thị mình bằng những lời nói như vậy? Liệu rằng đây có phải là con đường đúng đắn hay không? Trời ơi, trời, kêu tao nấu cơm đem lên cho xíu mà ngủ luôn mày. Ê, ngủ đâu mà ngủ. Trời ơi, cái mặt này là vui quá nè, cái ngủ quên đúng không? Nãy chim game ta khen quá trời khen luôn đúng không? Mày biết sao anh Thái anh khoái mày không? Sao vậy, sao vậy? Tại mày vui duyên quá đó. Mày cũng khoái tao mà. Cái đó là mày nghĩ thôi. Coi sao mày buồn? Không biết bữa nay tao có làm gì sai không nữa. Mà chơi game người ta chửi tao quá trời chửi. Đâu? Ôi, tao thấy bình thường mà. Cái này chắc người ta chọc mày á. Tại mày nói chuyện vui, cái người ta vui lại với mày. Vui lại gì? Kêu tao là nghỉ làm stream rồi dẹp kênh nữa kìa. Thì nó kêu mày dẹp kênh, mày mở kênh mới. Vậy rồi mày không ở đây là mày đi chỗ khác ở được không? Không được đâu, làm gì thất đức lắm. Mà bị, mày bị gì vậy? Mấy cái người mà mày khoe tao đâu? Những người mà thích mày đâu? Và bây giờ sao mày đi để ý mấy cái này? Chửi quá chửi vậy chắc tao không làm nữa đâu mày ơi. Mày tào lao. Người ta có quyền tự do ngôn luận thì mày cũng có quyền mày nghe hay không nghe, ok? Cái nào người ta góp ý đúng thì mình nghe, còn không mày kể đi. Ăn cơm đi. Nhanh. Cái này mày nấu hả? Trong nhà này ai nấu ngoài tao? Sao bữa nay tao thấy nó ngon vậy? Chắc do đói với người ta chửi nhiều quá nên vậy á. Tưởng gì mày bớt nói lại ha. Ngon thiệt không? Hết buồn rồi, tao sẽ cho mày một ân huệ. Tối nay lên đây sẽ chim game chung với tao. Vậy tao được ngồi kế bên đúng không? Ngồi kế bên. Nhớ nha, nhớ lên nha. Cái mặt hình hai đứa ngồi chơi game cho tụi nó nói chuyện. Sao thích quá không? Là bị chửi chung luôn hả? Thì mình là anh em mà. Thôi, anh em gì chứ. Thôi nha, tối bận rồi. Ngồi đó đi, cái nghe ta chửi mình góp ý theo. Cái nào nên nghe nghe, còn không thôi bỏ qua nha. Sao mình không đuổi cái này được đâu. Dạ, thưa anh Thái, thưa mọi người. Em muốn theo đuổi đam mê của mình. Đó làm gì cũng phải thoải mái, vui vẻ. Đây là con đường em chọn. Chim mơ. Đam mê. Dạ. Kiếm tiền. Dạ. Và thoải mái. Good. Cảm ơn Thái. Cảm ơn mọi người. Dạ. Thì công việc của em đơn giản thôi, chỉ là dạy. Sáng. Dạ. Chưa hiểu. À dạ, công việc của em. Dạ. Đây. Nè. Tại sao lại làm shipper? À thì chuyện đó là vậy. Anh làm súng thông không? Thôi. Ủa thằng Bửu đâu? Cái gì mà mày ở túc lúc xa lắc vậy? Giờ keo liu của tao là chạy nhanh mà, tao phải chạy chứ. Bửu qua đây không Bửu? Lên xe đi chung nè. Tao quay lại liền. Tới. Đó. Lên xe nè, nó cứ vòng vòng quanh cái xe là cái gì mà sao mày cứ thích chạy hoài vậy? Mày thích chạy mày làm shipper đi, mày giao hàng cho người ta kịp giờ kịp lúc. Đó, ra là vậy. Dạ. Vậy coi như là chọn đúng nghề. Hay lắm. Đó giờ hổ tay. Thái. À, ok, bố xuống em. Xuống này. Em có điện thoại bảo làm gì quá dữ trời.
Anh Thái, chắc mọi người ở lại chơi nha. Em về trước. Ủa? Ê! Thông! Thông! Đập tiếp đi. Không quýnh không dài. Cô dặn mình à, mai mốt á, nấu nướng hạn chế mấy món chiên lại. Mai ăn trứng luộc rau luộc nha. Tôi sao không được hết. Ừ, chùa miếng mỡ trên rau luôn anh. Thưa ba mẹ con mới về. Ủa, cục cưng của mẹ, sáng giờ con đi đâu vậy? Dạ, con đi đăng ký hả mẹ. Đăng ký gì? Dạ, con đăng ký học trung cấp dược. Mấy mẹ con ăn đi, tôi no rồi. Ba. Thôi, con đừng buồn, ăn cơm đi, chắc ba con còn sốc đó. Ổng chưa có quen với cái việc là con học trung cấp. Ăn cơm đi con. Hồi nãy ăn vô đi em. Em có sức còn đi học nữa. Cảm ơn chị ha. Nhậu mà nhậu mình buồn lắm nha mày. Ủa, anh Thái? Sao anh biết em ngồi đây hay vậy? Mày mới lên Sài Gòn, có mấy chỗ tụi tao dẫn mày đi thôi. Mắc gì tao không biết. Sao? Có chuyện gì buồn mà ra đây ngồi uống bia mình? Em đâu có chuyện gì buồn đâu. Tại em nhớ nhà. Giờ này mày còn đòi giấu anh à? Chẳng qua là mày thấy tụi kia bắt đầu có định hướng, còn mày thì mù tịt. Mày sẽ bị tuột lại cho nên mày buồn. Tự ái của thằng đàn ông mà. Nhìn mày tao nhớ tao hồi đó, cũng không có định hướng. Nhưng mà không sao, cứ vui vẻ thoải mái thì từ từ nó cũng lòi ra à. Vậy là anh Thái có định hướng cho mình rồi đúng không? Chưa. Em thấy em khoái anh Thái rồi đó. Nhưng mà ý tao nói ở đây là phải vui lên giống tao nè. Mặc dù chưa tìm ra định hướng, nhưng mà tao vẫn vui vẻ, vẫn thoải mái. Cái gì cũng vậy hết, phải vui vẻ, thoải mái mới ra lẹ được. Còn nếu mà mình gượng ép nó là ra rất là chậm. Anh Thái uống cho em lon này đi. Buồn hết đêm nay, ngày mai là phải vui lên cho anh nghe chưa? Dạ. Mà chỗ này mũi quá anh Thái ơi. Ủa đúng rồi, đây là phải chỗ ngồi đâu. Ui, anh Thái dắt em đi mà. Bữa tao dắt mày ra đây là tao đứng đây, mày tưởng tao nhìn ngắm cảnh hả? Dạ, đúng rồi, anh Thái đứng ở đây nè. Đứng đây, đứng đây mà không cầm á. Hey, không cầm á. Vậy là chỉ nhớ em kém quá rồi. Uống hết đêm nay thôi đó. Dạ. Hứa với anh nè. Em hứa với anh Thái. Ừ. Ủa Nam chơi hay quá. Đây mọi người cứ đi theo tôi đi. Thế giới để tôi lo cho. Nè nè nè. Anh Nam nói chuyện có duyên. Ê hôm nay anh ta khen quá trời luôn á. Nhìn đồ nan. Nam nhìn đồ nan kìa. Mày mày nhìn đồ nan gì ở đây? Thiệt hả? Có thằng nào tên nó tên dịch cái nó đồ nan cho mày kìa. Đồ nan hay đồ na te gì kìa. Cái đó là người ta gọi là donut. Donut là ủng hộ mình đó. Ôi, ủng hộ tới 500.000. Ôi hồi nào mày có thấy giùm Nam. Oh my god. Cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn bạn đã ủng hộ cho mình. Dạ, ăn cơm á mẹ. À mọi người chờ tôi xíu nha, tôi bưng tô cơm xíu là tôi quay lại chơi liền. Núp liền đi. Chờ tôi chút xíu. Thông, ra phụ mẹ tôi dọn cơm mày. Mày ngồi đó hoài vậy? Mẹ. Mày thấy gì không? Người ta donut cho tao kìa. 500 cái. Vậy là người ta thích tao rồi đó. Vậy bây giờ tao xuống tao nói cho mày. Mày vô chơi đi. Ừ. Chơi xong xuống ăn. Ừ. Đâu cơ. Vậy. Đi. Tôi quay lại đây các bạn. À mẹ ơi, mẹ ăn xong mẹ nghỉ ngơi đi. Con chơi xong con dẹp cho, mẹ đừng có dẹp. Không, cứ đi nghỉ đi, còn lại tao dẹp cho mày. Cái thằng sao nhiều chuyện gì? Ê, vậy là mày xuống mày nấu cơm tao vô tao lại chiêm giờ đúng không? Đúng không? Đi ra. À, cảm ơn mọi người đã xem livestream của mình. Gặp lại mọi người trong ngày mai nha. Mày chết mẹ mày với tao. Hey. Thôi
nay mời tao ra đây ăn mừng cái gì ạ? Tao mời mày, nhưng mà anh Thái với Kiều đâu? Thái với Kiều đâu? Ủa tao mời mày, mày phải mời Thái với Kiều chứ. Đâu có ăn cái vụ đó vậy ba? Ủa mày kỳ quá vậy bủ. Mày mời tao không nghĩa là tao phải mời anh Thái với Kiều. Ê vậy là không được bạn. Ê tao xin sang vô cái câu chuyện này một xíu được không? Sao? Ủa cái này nhà tao mà tụi bay. Nhà mày. Sao mày giống như nhà mày vậy? Bữa nay biết tao kêu qua đây mày qua đây làm chi không? Ăn. Ăn mừng. Bữa nay tao live stream á, tao được người ta thích, người ta donate tiền cho tao. Đưa gì? Donate á. Ủng hộ đó cha. À, tao tưởng donate là đô bị rách á. Thì mày cũng xài. Ăn thôi. Ê khoan, ăn mừng thôi. Thì ăn mừng. Ăn mừng chứ không phải là ăn giọng. Mày biết ăn mừng không? Ăn nè. Ăn mừng là cái mày mừng không? Mừng. Tao mừng nè, hai đứa mình ghen cái. Ờ xong ăn mừng rồi đó. Còn cái này là để đó thôi, ăn của tụi tao mày thấy hai cái chén không? Mày ưng ăn về nhà ăn. Bây giờ nát qua bên đi chơi game nè. Anh Thái chưa vô nãy giờ kìa mày. Ờ, lấy điện thoại ra. Vậy chừng nào được ăn? Mày muốn ăn mày về nhà mày ăn. Nhà mày gần đó mà mày làm như sao lắm vậy? Gần bà nội mày, 20 cây số mày hô gần. Mày thích chạy lắm mà. Thì mày chạy đi, 20 cây có gì đâu. Mày chạy ngay đi. Nè vậy nè. Nè cầm súng bắn nó kẹ cái súng trước mặt mày đó. Thôi bỏ đi mày ơi, tao không thích xài súng. Tao thích xài vũ khí cận chiến. Chảo. Bóp. Lụm súng lụm đồ nó lụm. Bà nội cha không? Đã nấu ăn ngon rồi mà chơi game thích cầm chảo. Mày đi làm đầu bếp luôn đi. Bố thằng bình. Dí dí nè bố. Bên này nè tao đang dí. Dí qua. Ừ. Nam. Mày mới nói câu gì? Dí nó bự. Ờ đang dí nè. Cái câu đầu tiên mày nói với tao á. Bà nội cha mày. Cái vế đầu. Cái bà nội cha mày đó. Còn cái vế sau. Bố thằng bệnh. Cái vế giữa đâu? Mày đi làm đầu bếp đi. Tao biết tao làm gì rồi. Anh Thái ơi, chắc em về em môn thi lại. Xong rồi năm sau em thi lại đại học quá à. Chứ ba em sắp từ em luôn rồi. Thì đó là quyền quyết định của em. Nhưng mà lỡ như năm sau em thi lại mà em vẫn rớt thì sao? Em... Nếu như năm sau em quyết định em học trung cấp thì liệu lúc đó ba em có hết buồn không? Chứ bây giờ em phải làm sao? Không sao đâu. Anh nghĩ là ba mẹ em sẽ thấy và hiểu được cái sự cố gắng và nghị lực ở em mà. Anh thì anh nói vậy thôi. Quyền quyết định là ở em. Kìa, tụi nó tới rồi kìa. Chào Thái, chào Kiều. Ủa, chuyện gì mà mặt hai người vui quá vậy? Anh vẫn còn rất khoái mày á, Thông. Mặt vậy mà kêu chuyện vui. Con Kiều nó đang có chuyện buồn, học hành rồi gia đình của nó. Sẵn có tụi bay ở đây, anh cũng dặn luôn. Cuộc sống đừng chùng bước, đừng quay đầu. Nếu như trên một con đường gặp khó khăn mà mấy đứa quay đầu tìm một con đường mới, chưa chắc đã về đích và thành công ở trong cái lối thoát đó, trên con đường đó. Giống như trong game Free Fire vậy đó. Khi mà mình rơi xuống một cái chỗ nhiều người xui xẻo hơn là không có vũ khí, nhưng mà chưa chắc gì đã thua ngay từ đầu, cũng có thể chạy bo được mà, đúng không? À đúng rồi. Anh Thái nói mới nhớ, Quỷ Bửu là chuyên gia nè. Chơi với anh em mình nữa, nhảy xuống lúc nào là cũng chơi xa anh em mình hết. Anh em mình lúc nào cũng súng đạn đầy đủ mà chết hoài à. Quỷ này là lúc nào cũng chạy về bôi đầu tiên. Phải cố gắng sinh tồn chứ sao. Người đó, sống dai là huyền thoại mà. Áp dụng thẳng vô thực tế luôn. Nếu như mình sinh ra ở một cái gia đình không được may mắn cho lắm, chẳng hạn như là chuyện ba mẹ mình nghèo, ba mẹ mình khó khăn, hoặc là gặp chuyện gì đó xui xẻo trong cuộc sống, chưa chắc gì mình là con người thất bại. Cứ cố gắng thì mọi chuyện sẽ qua và thành công sẽ tới. Dạ. Dạ. Em hiểu rồi. Hiểu hết rồi gì? Dạ. Dạ, cảm ơn Thái. Vậy thì làm thủ tục thôi. Dạ. Thủ tục là chơi game đó. Dạ. Vô Free Fire đi. Sống dai là huyền thoại. Mày đâu rồi? Em đang chạy ông vòng nè. Cái thằng này đi đâu á? Chết đi, em gọi anh Thái. Rồi. Ê, yeah. Top 1 luôn hả anh em? Chưa em gánh team mà. Gánh mẹ vậy? Ủa Quyền gánh. Mày đang chết hết rồi. À sao em top 1 ta? Mày chơi với ai? Nói nãy giờ em chơi mình. Chơi. Tao bắt đầu thấy phái mày giống Thông luôn rồi. Thì quân đoàn chơi có 4 người mà, đâu có mời được người thứ 5 đâu. Tao nghĩ bây giờ mình lên quay đầu tìm lối thoát khác đi.
chào anh. À, chào anh. Dạ, à, chào anh. À, nhìn ông anh đây chắc là anh của Kiều. Cũng là chủ của gia đình này. Em xin tự giới thiệu, em là Thái, đây là Thông, đây là Nam. Dạ. Đều là bạn của Kiều. Em nghĩ ông anh đây chắc cũng lớn hơn em tầm một vài tuổi thôi, tại em cũng lớn hơn Kiều. Em này em hơi thắc mắc một chút là khi mình đãi tiệc cho em gái của mình á, là mình phải mướn đào vậy hả anh hai? Đào gì? Đào á, gái á. Đâu? Mà cái gu em nói anh này, nói nè, bà này hơi sầu. Em có bàn tay mát lắm, để em test cho. Thôi được rồi, em test cho. Thôi mà. Chút. Thôi. Tuy là sầu nhưng mà cũng còn căng lắm, giống như là mới đẻ một hai người à. Ủa, không, Nam, anh Thái. Kêu, anh à, anh tới chung vui với mày. Dạ. Nãy giờ anh làm quen với lại gia đình. Dạ. Ông anh vui tính. Không, cái này ba. Anh ba thì nãy giờ anh kêu em, nãy giờ em kêu anh hai, em xin lỗi nha. Còn anh ba. Nữa, còn anh hai. Vậy nữa. Là còn anh hai. Ha ha. Ba em. Ba. Hơi nách nha. Con chỉ là giỡn thôi. Như mẹ đâu sao để ba kêu đào về nhà vậy? Hả? Đào gì? Mẹ nó đây nè con. Mẹ. Ừ, mẹ nó đây. Mẹ. À. Mẹ. Mẹ của nó là đào của con đó. Chắc anh Thái giỡn á. Dạ. Con giỡn, con là người rất là vui tính trong công việc. Bởi vậy con xin tự giới thiệu, con là chủ tịch tập đoàn của công ty Free Fire. Đâu có. Chủ tịch tập đoàn. À, chủ tịch. À, em tưởng em quên cái chủ tịch hội đồng quản trị với cái Là một. Đây là Thông, đây là Nam, là trợ lý của con. Cho nên là cô đừng có suy nghĩ về Kiều chơi với những người bạn xấu. Dạ, đúng rồi, chơi dạ. với những người bạn rất là tốt và có vị trí trên xã hội. Đó là con. Nó ăn nói vậy mà cũng làm chủ tịch tập đoàn được hả? Dạ, con chỉ giỡn cho gia đình mình vui vẻ thôi. Trời, nhỏ con chơi giỏi thể thao lắm đúng không? Con ngày xưa con giỏi nhất là môn đá banh với lại bắn súng nước. Mà chú nghĩ là con đáng lẽ con phải giỏi nhất là cái môn lộn xào. Lộn, ôi, cái đó con cũng giỏi nữa, ngày xưa con lộn qua mấy cây xào luôn. Cái trình lộn xào của con là không có ai mà gọi là thắng nổi hết. Ở đó tính đăng ký SEA Games mà, đăng ký SEA Games môn lộn xào á, mà nó không có môn đó. Không có, sao mà có được, trên thế giới này là con đứng top rồi đó. Con thấy cái này không? Dạ. Của mày cỡ này không? Dạ, cái gì mới được? Cái trứng cút á. À, bự hơn. Cái... Ừ. Chết mày nha mày. Giỡn đó con. Dạ. Dạ, hồi nãy con giỡn với lại gia đình với lại bác. Con xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng mà cái này mới là đào nè. Con tướng là phải vậy chứ mà sầu sầu như sầu sầu là không được. Không được. À. 2 triệu, 2 triệu. Trời, mắc quá anh, mắc quá. Giờ làm gì có giá. Mày đâu. Nói luôn đi, mày nói luôn đi. Chị hai em. Mày ra dấu làm mẹ gì? Con gái tao, con gái trưởng. Dạ, à, chị hai, con biết. Ở đây không có đào nha. Dạ. Nè, có cà chua, dưa hấu, ổi, thích thì mày làm vài nho nha. Mẹ nó. Dạ thôi, người đàn bà nó không có tội. Ừ. Con sai. À, con chỉ là giỡn cho cái gia đình mình xôn xáo thôi. Ờ, à, đúng rồi. À, sẵn tiện ngày hôm nay tụi con dự bữa tiệc. Thì con có gửi món quà cho gia đình và em nó. Nhân dịp em nó được vô một cái bệnh viện tốt làm. Dạ, tốt làm. Nó chia làm hai vế, mày thấy chưa? Cái câu của người ta là mừng em nó được vô bệnh viện tốt làm. Không, vế đầu là mừng em nó được vô bệnh viện. Vế hai, nó nhìn vô thẳng mặt tao, nó chửi thằng tốt làm. Ê, tao không táp làm gì có hai đứa nó mày. Không có. À. Cái chai này cầm vậy phải không? Để nướng đồ ăn. Để con đi nướng đồ ăn cho gia đình, cứ việc sinh hoạt thoải mái. Giấu phụ gia đình đi mày. Đồ ăn, đem đồ ăn đi. Trời ơi. Hạn chế nó nha. Ê, ê. À, không chắc phải nhầm đâu. Không phải. Không phải nha, đó dạ, là dưa hấu đó nha, không phải đào gì đâu nha. Dạ. Ba, bạn con ơi, vui tính ba. Ừ, vui. Bạn thân hả? Cũng thân lắm. Ừ.
Chứ bạn mà cỡ đó mà mày thân là một lát nữa đi lên phòng tao kiểm tra. Mấy ngày à, khỏi kiểm tra luôn, này mấy ngày. Nó chửi ông đó. Vô bụng là xong. Dạ dạ, mấy ngày à. Xong này lựa bạn chơi con nha. Con cũng nghĩ vậy. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mấy ngày nào ba chửi mày mà bây giờ. Thôi ba, đừng nhắc chuyện cũ nữa. Nói chung là sớm muộn gì con cũng là niềm tự hào của gia đình. Ba chúc mừng con. Con chị hai sao ba? Tuy là gia đình mình có một bác sĩ chị á. Còn riêng về phần con hai, tuy là không đi theo nghiệp mà ba đã hướng cho, nhưng mà vẫn có sự thành công nhất định. Chúc mừng con. Cảm ơn ba. Dạ, cả nhà mình vô nha. Vô. À. Nói chứ ba mẹ cũng vô luôn để phụ cô chú. Con chơi với mấy đứa bạn đi. Chơi bưng đồ ăn ra cho mấy đứa con tao ăn nữa kìa. Dạ, dạ con chào bà bác dạ. Ủa tưởng đào của con chứ. Dạ không dạ. Ê Kiều, xích qua bên thôi. Sao tự nhiên nãy anh Thái giới thiệu, anh Thái là giám đốc gì vậy rồi con. Không giới thiệu như vậy á, ba mẹ em sao cho chơi với tụi anh. Em đâu có quan trọng cái chuyện đó đâu. Mày không quan trọng mà gia đình mày quan trọng. Chết cha, có gia đình mày ở đây. Ờ, xin lỗi chị hai, nhưng mà cái này em nói thiệt. Tại vì tụi em đâu có đủ đẳng cấp mà chơi với người nhà giàu. Đâu anh Thái, vậy em làm bếp trưởng rồi, đủ đẳng cấp chứ. Tính ra tao giàu mà. Thì bây giờ tao cũng giàu vậy, thấy không? À? Thấy tao lên đời. Ê, chưa? Vậy là tụi mình đều cùng đẳng cấp á con. Thái, tính ra ngày xưa tao nuôi tụi bay. Có. Em giỡn á. Giỡn anh Thái không mà. Ít ra cũng còn bửu. Đúng. Còn bửu cùng. Ủa? Đẳng cấp với anh Thái. Đúng. Ủa? Đâu? Ai biết. Ủa? Bà rủ tôi. Ủa? Tôi có rủ nó mà. Ừ tôi cũng có rủ nó mà. Nó đâu? Nó nói là nó tới sau đó. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Ủa? Ê. Bửu. Sao tới trễ vậy? À... có người cùng đẳng cấp rồi. Nói cùng đẳng cấp chi? Nó đi giao hàng chứ gì. Ừ. Thôi cố gắng nha. Sau này biết đâu ông phát triển lên sao đúng không? Đúng rồi. Ừ. Phát triển sự nghiệp. Nó giờ cũng khá lắm á. Làm cho cái công ty vận chuyển đậu phộng á. Ê công ty đó nổi tiếng lắm luôn á. Em nhờ công ty đó ship qua cho em luôn á. Ship rồi đồ ăn qua cho mày nấu cái gì vậy? Vậy thay mặt công ty anh cảm ơn mấy đứa nha. Ủa sao vậy anh? Vậy là mọi người không biết hả? Anh Thái là chủ công ty đó đó. Oh. Còn mình là giám đốc. Đừng có bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Ngày xưa anh đã dặn tụi mày đừng bao giờ suy nghĩ là khi mình chọn một lối thoát khác thì mình sẽ thành công. Anh quyết định chọn con đường cũ, cho nên anh với anh Bủ mới thành công tới bây giờ. Nhưng mà vấn đề là anh vẫn bừng nhất ở trong cái đám này. Thôi nói vậy mày. Thôi vô đi nha. Ừ. Ê mà khoan. Hả? Em hỏi thêm một câu nữa được không? Cứ thoải mái. Chị hai, hình như là em với chị gặp nhau rồi đúng không? Hình như là có gặp ở đâu đó rồi. Cô gái cũ sĩ. Vậy là được rồi. Còn tao nữa. Chị hai nè. Hả? Hình như là vô nguyên chai luôn. Vô đi chứ hỏi mẹ gì hình như. Bắt đầu thấy phái tụi mày rồi đó. Phái đó giờ. Vô. Chúc mừng Kiều. 1, 2, 3. Vô.
mày trở về xe nó đồ xe quyết mày một cái sớm mà nghe. Rồi. Đồ đạo cụ, đồ bánh tôi làm. Tôi mới xong, ở đây xong tôi đi một vòng nó mất. Thôi tôi. Họ cho nuôi gia súc. Muốn mượn con nít người ta là phải có ba mẹ đi theo. Thì ba mẹ đi theo đúng rồi. Lung lọc mặt ngang cái mồ. Ba mẹ. Thế nào là con thế nào. Anh ta chơi cả gia đình. Nghe. Ông quá kiếm hình cực á. Giỡn rồi.